đến ngoài cũng được, ngoan là được. Chụp cái ni lông vào. Hello cả nhà, đây là những cái thiết bị dành cho sửa tóc công nghiệp. Thì đây là cái nồi hấp xoăn công nghiệp. Đó. Đây là cái máy để may đầu giả. Còn đây là máy dệt ba đầu. Tiếp tục đây lại là nồi hấp xoăn công nghiệp. Và đây là cái bàn kẹp để làm tạo kiểu xoăn. Đây là máy trần hai đầu. Máy trần tóc hai đầu tức là trần lại sau khi dệt ba đầu. Been all around the globe trying to protect your soul.